Chào các bạn, thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục công việc Ung Như Kỷ là đi thăm những cái lồng bẫy rắn nha các bạn. Thì hành trang ngày hôm nay thì vẫn y như lệ thôi, không có khác gì hết. Cứ đi thăm bẫy rắn là Ung Như Kỷ là y như cũ, chuột lúa và túi đựng rắn. Chuyện đem theo là xì cua. Đây con Dương có cái bẫy đầu tiên. Hy vọng cái bẫy đầu tiên đừng dính rắn. Ủa dính thành con mà. Sao mà Dương cứ xuống cái bẫy đầu tiên là cái luồng bẫy nó thắt hay trúng gì, cứ xuống cái bẫy đầu tiên ưa dính lắm các bạn. Nhiều khi anh em xem nói mình động như sắp đặt trước không cũng khổ. Nó xuống dính nữa. Rồi dính có dính là vui đó bạn ơi. Chỉ sợ anh em suy nghĩ không đúng về Dương thôi, chứ còn có dính là mừng rồi. Không có chê khen, con hành này từng lãng máy vậy nha, không được to lắm. Rồi thì đầu video cũng cho Dương gửi lời chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn anh em đã luôn xem clip và đăng ký kênh YouTube của Dương nha. Thì nếu như thật sự anh em nào mà có yêu mến Dương á, trên clip của Dương có quảng cáo á, anh em xem quảng cáo tới cái lúc mà khúc bỏ qua, anh em đừng có bỏ qua, anh em xem khoảng 10 giây đến 15 giây để ủng hộ Dương, Dương kiếm thêm thu nhập nha anh em. Trời giờ cứng ngắt luôn rồi. Ây da. Con đầu tiên. Rồi, con rành. Cái gì nhớ cái bẫy đâu khúc này mà. Đầu chưa? Khúc này cũng có cái bẫy nè. Vừa nằm bên đây mà kiếm ở đâu đó. Dính hành con nữa nè bạn. Kỳ vậy thôi. Làm như mấy đợt mưa này rắn bự nó vô hang hay sao rồi. Dính rắn nhỏ không. Rồi hai lạng mà. Rồi rắn bự chứ này mưa quá nó cũng vô hang rồi bạn ơi. Ôi có hàng rồi bạn ơi, chưa thấy nặng nặng tay mà thấy nó ép ép luôn. Phần này hình như Dương thấy liếc giống hổ mèo quá trời trời, mà nhỏ lắm. Ồ, hổ hành. Còn con hành mini nữa. Ba cái liền. Chui lên trên. Còn này cũng hai lạng nữa luôn ơi. Trời, ba cái ba con hổ hành con luôn rồi. Thời tiết mà trời mà mưa bão kéo dài quá bạn, là rắn đi ăn cũng yếu lắm nha. Chỉ còn sót mỗi mấy con rắn hổ hành đi ăn thôi. Ơi ơi cái bẫy hình như mắc rồi nha. Mắc hay còn. Ừ còn. Rồi dính hành nữa rồi bạn ơi. Cỡ một. Bắt ra luôn. Như hai con luôn cái gì ấy. Thiệt tình luôn, một cặp luôn rồi. Một cặp rắn con. Không lạnh thì chứ. Đó, mưa mà bảo bảo gì mấy rắn hoành nhỏ nhỏ là đi ăn hổn lắm. Còn mấy rắn bự chứ phải đợi nắng lại. Đợi nắng lại rắn bự nó mới ra nha bạn. Khô đất, nói chung là đợi cho trời nó khô đất là rắn nó đi ăn. Rắn bự. Còn rắn nhỏ này thì nó đi ăn hổn lúc mưa dầm lắm. Trong đây dùng có một cái. Rồi nằm cái mé nào mình không nhớ.
tại vì cái khu bãi này Dương mới chăm thêm. Ở bên đây luôn hành kẹt đầu, đi luôn bằng chuột còn sống luôn mà. Kệ bò đãi trong đây luôn, rút ra coi thấy bên đây hơi nặng nặng vậy. Rồi thì Dương đặt bẫy hồi đó giờ mà Dương để ý nha, vô những ngày mưa bão thăm bẫy dễ bị thắt lắm, và rắn lớn nó cũng ít đi ăn. Còn bắt đầu để nắng lại nha, mưa xong rồi, mưa bão xong rồi, nó đổ nắng từ bao ngày á, cũng có rắn lớn đi ăn mạnh. Ui, không dính luôn, chuột khoảng còn sống luôn. Chuột cái hôm sợ hở dưới thôi. Hồi lại chung gài cái hôm lại các bạn. Cái luồng bẫy này á, Dương thăm cử nào dính hổ ngựa cũng rất là nhiều. Mà ngày hôm nay từ sớm giờ Dương thăm chưa thấy hổ ngựa nào luôn nha bạn. Thường có phải trên đây mà móc đổi dưới á. Như chết hay gì à. Con chuột còn sống. Chạy tung tăng nữa. Ôi, có ngắt. Ôi, người ta dấu hiệu như có dính gắn rồi mà chưa biết dính gắn gì hả. Ôi, trời ơi, hậu dễn. Bảy lạng. Nhỏ chứ không to lắm. Lụm đầu luôn. Nửa ký lô rồi nha. Rồi, được con dện. Toàn rắn nhỏ không nha các bạn. Chưa dính rắn lớn nào. Chuột còn luôn rồi. Không dính nhé cho nó bịt lúa. Có phần mà con ông hành nó muốn to hay nhỏ. Ủa cái đường phần hơi bự á. Đây người dân người ta đang cắt lúa luôn mà. Trời ơi, năm loạn. Ý, dù cái đuôi. Cố thủ trời ơi, không hành năm lạng khỏe luôn mà bành ký mới thấy đường con to to à nha. Rồi Dương bỏ vô vỏ luôn nha bạn. Không dính. Chuột chạy ra hết hồn hết chưa. Nói thiệt chứ nãy giờ là Dương thăm cũng có chục ngoài cái gì mà mình không dính con gì chân nha. Dương cũng xóa bớt luôn. Ôi ôi ôi,
Trời ơi, hoành bạn ơi, hoành quá. Bắt ra luôn cho anh em xem. Ngón hoành này tất hai lần mấy cái trời. Hên vậy. Nãy giờ mà vinh quay vinh xó mỗi tay luôn rồi. À, trời ơi hai lạng. Bữa nay dính ngắn chút chút vậy không bà. Thì thật ra thì cái luồng bẫy này nó dính ngay đợt bão mưa đồ dữ lắm, cho nên nó cắn lớn nó vô hang nó ăn nắp à. Còn mấy cắn nhỏ nó đi ăn thôi. Sớm giờ thăm thì anh em cũng biết rồi. Chút chút gì không à, được con hành cũng hơi to to rồi. Không dính nè, chút còn sống luôn. Ủa dính được con rồi. Trời, cái này gắn mini không mà. Ngồi đăng tải cho cái nào này cũng bắt luôn. Bắt liền cho anh em xem. Nó cũng là ngày mini thôi chứ. Thua à. Cỏ một không. Con nó bán con này hai lạng. Rồi Dương bỏ vỏ và đi tiếp nha. Dương còn có đầu 3-4 cái bẫy gì nữa hết rồi các bạn. Thì Dương thăm cái bẫy này rồi đầu thăm 3 cái nữa là hết nha các bạn. Ôi cái này cũng dính nữa các bạn. Ôi dính hành. Đây. Ôi hành này được nhì. Để Dương thăm 3-4 cái kia nếu mà nó có dính á thì Dương quay chia sẻ, còn không dính thì Dương chạy ra ngoài kia Dương bắt cá này ra rồi mình tổng thành quả luôn nha các bạn. Thì thật sự ngày hôm nay là thăm bẫy thì cũng hơi thắt rồi các bạn ơi. Dính gắn mini không, có những cái mà nó không dính thì Dương cũng quay xong rồi Dương cũng xó luôn. Rồi để Dương thăm đầu 4 cái nữa hay gì vậy. Thì Dương thăm 4 cái dính thêm con hổ ngựa nữa các bạn, mà Dương có quay luôn, sẵn đây Dương cũng bắt cá ra rồi kết thúc clip luôn. Bữa nay nó dính cũng khá là ok mà. Cá thì dính nó nhỏ nha, nó không có to. Đèn hổ ngựa. Có lần lạng. Bảo quá là thua ơi. Bảo quá là gắn cũng nhỏ nhỏ đi ăn không. Con này tầm 4 lạng thôi. Chụp cái lùng bảy của Dương mà nó thay ra nó dính như vậy là nó thắt rồi mà. Đúng rồi. Bởi vì nó thắt rồi là dính còn gắn dí dí luôn. Hy vọng là qua cái đặc bảo này rồi nắng lại thì gắn nó sẽ chạy mạnh hơn. Ba lần gửi qua. Vậy là ngày hôm nay là nguyên cái túi này luôn là được có hai hành nhì quá. Hai hành nhì cũng như hành nhỏ với lại con hấu ngựa, con hấu dện. Chúng nó cũng nặng ba. Nhiều luôn à. Thôi, cho Dương gửi lời cảm ơn em đã bỏ chút thời gian của mình ra để xem hết clip của Dương nha. Còn bây giờ thì cho Dương kết thúc clip. Bye bye.